Xin chào các bạn. Video này mình sẽ cập nhật thêm một số thông tin về cái dự án Egon Farm. Đây là dự án gì? World First Mining Ecosystem Built on the Metaverse. Tức là gì? Hệ thống mining, tức là khai thác. Hệ thống khai thác đầu tiên trên thế giới được xây dựng trên Metaverse. Rồi, thì mình đã có làm hai video, mình nhớ không lầm thì mình đã làm hai video, một video giới thiệu và một video hướng dẫn các bạn sử dụng dự án Egon này. Và hôm nay thì mình cập nhật thêm cho các bạn một số thông tin. Ở cái video đầu tiên mình làm thì có một số thông tin mình nói có lẽ nó sẽ chưa chính xác lắm. Hôm nay mình sẽ cập nhật lại cho các bạn. Rồi, đầu tiên là gì? Đầu tiên là về Metafuel. Metafuel là gì? Metafuel là phí khai thác mà miner phải trả khi mà các bạn claim cái ego. Tức là khi các bạn mua máy đào về, các bạn đào ra đồng ego thì các bạn phải trả phí Metafuel. Tức là rồi, phí Metafuel này thì các bạn phải như này, các bạn phải chi trả 50%. Được chưa? 50% có nghĩa là gì? Mình nói đơn giản, các bạn đào được 50 đồng ego thì các bạn phải trả phí cái Metafuel này là 50%, tức là 50 đồng ego, và các bạn chỉ có thể nhận được 50 đồng ego mà thôi. Và 50 đồng ego mà các bạn trả phí fuel đó thì nó sẽ đi đâu? Metafuel đó thì nó sẽ đi đâu? Thì cả Metafuel phí Metafuel mà thì sẽ được gì? Sẽ được burn, tự động burn. Được chưa? Nó sẽ là gì? Nó sẽ burn ngay lập tức. Rồi, còn hoặc là gì? Nói chung là nó sẽ luôn luôn bị destroy cái số token đó và không bao giờ có thể lấy lại được. Đó là về Metafuel. Cái thứ hai là về limited claim. Thì video trước mình cũng có nói với các bạn là các bạn mua một máy đào thì cái tuổi thọ của máy đào sẽ là gì? Tồn tại là 80 năm, tức là suốt cái hành trình của dự án này đã đưa ra. Được chưa? Tức là cái dự án này nếu như thành công thì người ta sẽ để đào được cái đồng ego cuối cùng, đồng ego thứ 21 triệu thì các bạn mất khoảng 80 năm để các bạn đào. Thì cái giới hạn thì một cái máy thì các bạn có 10 lần claim. Thì sau khi bạn claim, nếu mà các bạn claim đủ 10 lần thì cái máy của bạn sẽ đi về với cát bụi. Còn nếu như các bạn không claim mà các bạn chỉ claim mới 9 lần thì cái máy của các bạn sẽ tồn tại được tới gì? Tới 90 năm, tới 80 năm. Rồi, đó là giới hạn claim. Và cái việc claim này các bạn cũng phải tính toán, chứ không phải lúc nào các bạn muốn là các bạn claim. Rồi, mình cũng có nói về video trước rồi, cái vấn đề claim này nó cũng rất là quan trọng. Chứ không phải là các bạn thích lúc nào các bạn claim đó, các bạn claim xong các bạn để đó, các bạn không bán đi nó cũng phí, mà nó cũng phí đi. Còn nếu mà các bạn claim xong mà các bạn bán xong mà giá nó lên thì cũng rất là phí. Cho nên là các bạn muốn làm gì thì các bạn đều phải có kế hoạch. Khi các bạn claim là các bạn bắt buộc phải có kế hoạch đầy đủ. Và rồi, nếu như các bạn lo lắng về cái dự án này thì sao? Thì các bạn hãy canh một cái thời điểm nào đó mà ở giá tốt nhất, và các bạn đủ khả năng các bạn cut out ra lần đầu tiên để làm gì? Các bạn thu hồi vốn. Sau khi các bạn thu hồi vốn xong thì các bạn kệ nó để cho nó chạy, và khi nào nó đạt cái giá mà đến một cái target mà các bạn muốn thì các bạn hãy rút ra mà bán. Rồi, tiếp theo là về cái phần depreciation. Hôm bữa mình không biết thì cái này thực ra là khấu hao của máy. Tức là gì? Bây giờ mình nói ngay như ở ngoài cái đời thật của mình thôi. Khi các bạn mua bất cứ một cái máy nào về, bất cứ một cái tài sản nào về thì nó đều có khấu hao hết. Đúng không ạ? Đặc biệt là các bạn làm nhà nước thì các bạn sẽ rất là hiểu về cái việc khấu hao này. Cái máy các bạn xài nó phải lỗi thời, đúng không? Ví dụ như mua cái máy tính năm nay nó có giá 50 triệu nhưng sang năm nó chỉ có giá là khoảng tầm 30 triệu cho đến 25 triệu mà thôi. Đó người ta gọi là khấu hao. Hoặc cái xe máy các bạn đi,
cái xe máy các bạn đi thì ban đầu nó mới là 100%, nhưng dần dần đi nó chỉ còn 90%, 80% thôi, đó là cũng gọi là khấu hao. Cho nên là ở đây cái phần khấu hao của nó, cái Aegon, cái phần khấu hao ở trong dự án Aegon này nó là gì? Khấu hao này liên quan đến cái việc các bạn claim. Thì khi các bạn claim lần đầu tiên, các bạn sẽ không bị tính phí khấu hao, và mỗi lần các bạn claim tiếp theo các bạn sẽ bị tính phí khấu hao là 5%. Rồi tương đương với gì? Lần claim thứ 10 là các bạn sẽ bị khấu hao 45%. Rồi phí khấu hao này là cái gì? Đó là khấu hao và số con mà các bạn đào được. Ngay ở đây người ta sẽ nói rất là đơn giản ha. Đây người ta sẽ đưa cho một cái biểu đồ này. Đó, thì cái các bạn claim đầu tiên không tính phí đúng không? Các bạn claim lần 10 tính phí 45%. Rồi ở dưới này người ta ví dụ, thì bây giờ ví dụ như bạn đào được 100 đồng Aegon, được chưa? Các bạn đào được 100 đồng Aegon thì ở lần claim đầu tiên thì các bạn sẽ bị tốn phí gì? Meta fuel 50%, các bạn bị tính phí qua hao, tức là phí kho bãi 1% là 51%, và lúc này cái gì? Khấu hao các bạn không bị tính, cho nên lúc đó thực thu về ví của các bạn chỉ được là gì? 49 Aegon mà thôi. Ở cái lần thứ hai thì cái gì? Meta fuel và qua hao là giống nhau, là y chang, là 51%, nhưng các bạn sẽ bị tí tính phí khấu hao là 5%, lúc này các bạn chỉ thu về được có 44 Aegon mà thôi. Và cứ tương tự như vậy cho đến lần claim thứ 10, tức là lần claim cuối cùng và cái máy của bạn đi về các bụi, thì phí meta fuel và qua hao là y chang 51%, phí khấu hao của các bạn lúc này lên tới 45%, và các bạn chỉ còn nhận lại được có 4%. Tức là khi các bạn đào được 10 đồng Ego, 100 đồng Ego thì các bạn chỉ nhận được gì? Ở lần claim cuối cùng các bạn chỉ nhận được 4 đồng Ego mà thôi. Rồi đó là về phần khấu hao. Và cái qua hao tắc, cái qua hao tắc là cái gì? Cái qua hao tắc tức là phí kho bãi. Thì cũng giống như đời thật thôi, khi các bạn mà đi mua một cái máy đào, các bạn đi gửi trong một cái xưởng nào đó thì người ta phải gì? Phải tính phí đặt chỗ của các bạn. Đúng chưa? Thì ở đây người ta cũng sẽ tính phí đặt chỗ là gì? Là 1%. Cho nên là nếu các bạn đào được 100 đồng thì nó sẽ mất 1 đồng cho phí qua hao. Cho nên tại sao ở đây các bạn sẽ phải tô, các bạn sẽ tốn 51%, 50% cho meta fuel và 1% cho qua hao. Rồi, cho nên bây giờ mình sẽ không cần giải thích cái qua hao tắc này cho các bạn ha. Cái này là thuế kho bãi. Và tất cả các cái token của gì, các cái token mà các bạn trả phí meta fuel hoặc là qua hao hoặc là cái khấu hao này, các token này sẽ đi đâu? Tất cả các token này sẽ bị burn bởi smart contract và các bạn sẽ không bao giờ có thể lấy lại được nữa, coi như nó đã bị destroy. Đó là gì? Đó là những thông tin về những cái phần mà hôm bữa mình thực sự mình cũng hôm đó là mình làm video nhưng mà mình sẽ giải thích chưa có rõ với các bạn. Thì hôm nay mình làm video này mình cũng nói rõ với các bạn luôn. Đấy là phần thứ nhất của video ngày hôm nay. Phần thứ hai của video ngày hôm nay thì mình sẽ nói một số đặc điểm là tại sao cái đồng Aegon này nó sẽ có giá về ở tương lai. Mình không nói ở thời điểm hiện tại, mình nói ở tương lai ha. Rồi thứ nhất là gì? Số lượng đồng Ego các bạn có thể đào, số lượng đồng Ego có thể đào là 20 triệu đồng ha. Các bạn phải nhớ là số lượng chúng ta có thể đào chỉ là 20 triệu đồng thôi, mặc dù max supply của nó là 21 triệu. Bởi vì sao? Bởi vì cái token limit, các bạn sẽ để ý ha, cái token limit các bạn, mình chờ tí mình coi giới thiệu roadmap Ego. Đây token limit của nó đây, meaning cái gì đây, allocation ha. Cái này đại khái là mình đọc là allocation, không biết đúng hay không, là 20 triệu Ego, tức là chiếm tổng cái là gì, 95,3% tổng cung của nó. Rồi còn những cái còn lại thì nó sẽ làm cho việc khác, ví dụ như là phát triển này, như ví dụ như là team này, rồi ví dụ như Ego Tat này ha. Cái này là một cái pool Ego và Tat, được chưa? Cái pool này là gì, là Ego và
Start cái này là đều là hai cái token ha, giống như là các bạn lên Pancake Start Pancake Swap làm cái này gọi là cái bull thôi, và cái hai là bull ego và BUSD. Rồi những cái này là nó tốn hết là gì, 1 triệu, còn lại chúng ta chỉ có thể đào được 20 triệu mà thôi. Rồi cái thứ hai là số token chỉ có 20 triệu thôi, đúng chưa? Là một, mà cái này là các bạn phải nhớ là gì, Egon max supply của nó là 21 triệu nha, chứ không phải là total supply hay là circle supply nha. Nó là max supply là 21 triệu, có nghĩa là các bạn sẽ không bao giờ có thể đào được thêm bất cứ một đồng Egon nào ha, tức là nó chỉ cho các bạn đào đến đồng Egon cuối cùng, đồng Egon thứ 21 triệu và mà thôi, không bao giờ có đồng Egon thứ 21 triệu 01, các bạn phải nhớ. Cho nên là gì, nó sẽ khác với thằng FTT hoặc là như thằng Luna, các bạn thấy không, nó ghi là total supply nhưng mà đến lúc mà gì nó nát quá là nó cần tiền là nó vẫn cứ in ra, nó in ra là nó đổ lên sàn nó bán thôi. Đó. Rồi cái thứ hai là đó là đầu tiên là về cái số lượng token con 21 triệu một số lượng so với thời điểm hiện tại nó là rất bé. Các bạn thấy meme coin không, có những thằng lên tới 100.000 tỷ hoặc là mấy chục tỷ gì đó, các bạn thấy kinh khủng chưa? 21 triệu cứ giống như Bitcoin ha, Bitcoin 21 triệu đồng, hiện nay còn khoảng tầm chắc khoảng 19 triệu do mất ví rồi các kiểu là điều, 21 triệu và bây còn khoảng 19 triệu, và bữa nay giá là một đồng là khoảng tầm 15.000 mấy trăm đến 16.000 mấy trăm. Các bạn thấy một con giá kinh khủng chưa? Mình đâu cần nhiều đâu, mình chỉ cần là 1% của nó thôi, tức là nó 16.000 thì mình chỉ cần cái đồng ego của mình 160 đô thôi là ngon. Rồi, đó là gì? Đó là mơ ước của chúng ta. Tiếp theo, vì giới hạn số lần claim, tức là gì? Một cái máy mình chỉ có thể claim 10 lần thôi. Vì cho nên là khi mà claim các bạn phải tính toán, cho nên đâu phải lúc nào các bạn claim để bắt bạn mang lên sàn bán đâu. Và các cái nhà đầu tư lớn, các cái con cá voi cá mập cũng vậy, người ta đầu tư một số lượng lớn dàn máy đào thì người ta cũng phải tính toán làm sao để người ta khi người ta claim về nó phải là tốt nhất, để người ta có thể lấy được gì, cái lợi ích của người ta là cao nhất. Vì vậy cái sự giới hạn claim này nó cũng sẽ giúp cho cái giá của đồng token Egon này sẽ đi lên trong tương lai. Rồi cái tiếp theo nữa là các bạn thấy nào là Metafuel, nào là Limit Claim, nào là khấu hao, nào là qua hao tắc, tất cả các cái token mà liên quan đến những cái này đều sẽ bị burn. Cho nên là khi bị burn thì sao, thì cái hai thì là số token mà chúng ta nhận được nó sẽ bị giảm đi. À xin lỗi, mình nói số token chúng ta nhận được sẽ bị giảm đi, có nghĩa là như thế này, hay các bạn phải hiểu rõ hơn là của nó là 21 triệu đúng không, mình quay về trang chủ nè đó các bạn nè, các bạn nhớ nè, đây là cái gì, mình phải trừ đi số 900 này, đây là mình còn 20 triệu đúng chưa, đây là 21 triệu này, thôi bây giờ mình cứ tính là 21 triệu để max supply này. Tổng cái tổng cái mạng lưới của chúng ta đã mai ra được là khoảng 689.000 đồng Egon gì, và tổng ra mới có gì 123.000 đồng Egon đã mới được claim ra mà thôi, nhưng mà nó đã bị burn mất cái gì, bị burn mất 63.424 đồng, tức là max supply của chúng ta 21 triệu và chúng ta bị burn mất 63.000, bây giờ chúng ta còn có gì 20.936.575 phết mấy đồng Egon mà thôi. Có nghĩa là gì, số lượng đồng Egon càng ngày càng giảm, bạn thấy đúng không, rõ ràng này nó bị bơn này, các bạn thấy chưa đó, mà khi nó bị bơn này thì con số nó càng ngày càng nhỏ xuống, ví dụ như đây là 20 triệu 900 mấy chục nghìn, xong rồi xuống 20 triệu 19 triệu 18 triệu 17 triệu chẳng hạn, mình nói là chẳng hạn tức là ví dụ thôi đúng không, thế tức là gì, đồng ego sẽ càng ngày càng khan hiếm, và đó là một cách gì, một cách để giữ giá đồng ego ở trong tương lai. Rồi tiếp theo là cái độ khó đào nó sẽ càng ngày càng tăng lên,
cái độ khó của DAO này các bạn sẽ thống giống y như Bitcoin, tức là gì, độ khó DAO nó sẽ càng ngày càng tăng lên, tức là gì, cứ mỗi 4 năm một lần nó sẽ halving, các bạn hiểu chưa, cứ 4 năm một lần nó sẽ halving, 4 năm một lần nó sẽ halving, tức là cái lượng token mà các bạn nhận được nó sẽ càng ngày càng giảm đi. Các bạn chờ mình tí xíu để mình coi lại cái chỗ đó là chỗ nào. Đây. Ở thời điểm hiện tại thì là cái dự án của chúng ta mới chạy được khoảng vài tháng trở lại đây, thì với mỗi block các bạn sẽ đào được là 0.23 Egon mỗi block, và sẽ chia cho tổng gì, tổng số hash power của máy đào trên mạng lưới rồi. Nhưng mà 4 năm tiếp theo thì sao, sau khi halving xong thì số lượng token sẽ bị giảm xuống, tức là gì, một block lúc này các bạn chỉ có thể đào được là 0.1189 vân vân vân, tức là gì, số lượng token Egon sẽ giảm đi một nửa sau halving, giống như Bitcoin các bạn. Cho nên là gì, token sẽ càng ngày càng hiếm, đúng không ạ, bị giảm số lượng cho nên càng ngày càng hiếm, và độ khó càng ngày càng tăng, số lượng đồng ego đào ra càng ngày càng ít. Đó là một cách gì giúp cho cái đồng ego của chúng ta sẽ giữ giá trong tương lai. Rồi, đó là nó sẽ còn rất là nhiều cái vấn đề nữa, đúng không ạ, rất là nhiều cái vấn đề nữa liên quan đến. Và cái dự án này người ta cũng đã tính toán để làm sao gì, nó sẽ giữ giá cái đồng token của mình, để cái giá của đồng token ở trong tương lai khi thời điểm thích hợp thì giá sẽ lên một cái mức có thể chấp nhận được, cái mức mà các bạn có thể kiếm được tiền. Rồi, một cái dự án người ta làm ra tới đây rồi thì người ta phải cố gắng, người ta gì, người ta đẩy cái đồng này lên, đúng chưa các bạn, người ta muốn cái dự án, người ta muốn đi lâu dài, người ta phải đẩy cái đồng này lên để làm gì, để người ta mình nói một cái cách là nó không hay lắm, nhưng mà người ta đẩy cái đồng này lên ở một cái giá nào đó để người ta gì, người ta xả bớt ra để làm gì, người ta kiếm lợi nhuận cho bản thân. Lợi nhuận cho bản thân làm gì, để người ta đầu tư vào những cái quỹ của người ta. Nói chung là có rất là nhiều thứ, nếu các bạn tìm hiểu vào nó sẽ còn có rất là nhiều thứ. Nhưng mà cái team này nó nắm có 85 đồng ego thì có sợ gì, quan trọng là gì, những cái nhà, cái con cá mập, cá voi, cá heo rồi các kiểu, nó nắm một cái số lượng máy đào cực khủng, và lúc đó nó đào ra một cái số lượng đồng ego cực khủng thì nó phải tìm cách nó xả ra để nó thu hồi vốn. Đó là một cách nó sẽ gì, nó sẽ tìm cách, trong tương lai sẽ có một lúc nào đó người ta sẽ đẩy giá lên. Quan trọng là các bạn có nắm bắt, các bạn có giữ được token cho đến cái lúc mà giá ở trên cao đó không mà thôi. Bởi vì trong cái thị trường crypto này các bạn cũng phải biết, token lúc nào cũng vậy, nó sẽ có lúc lên đỉnh và lúc xuống đáy, mà các bạn không bao giờ biết được. Bởi vì nếu các bạn biết được thì các bạn làm thánh hết rồi. Đó, cho nên là gì, cái quan trọng là chúng ta là bán ở đâu. Đó, chứ bán mà chúng ta bán ví dụ như nó xuống lúc đáy nó của nó 6 đô chúng ta bán sạch trong đây đó, rồi vài bữa nó lên đến 100 đô thì làm sao chúng ta có thể trở tay kịp, không có cách nào trở tay kịp. Giống như con Sol các bạn biết, lúc thấp nhất của nó có 1 chấm mấy đô, đó, mọi người kháo nhau mua thì không ai mua hết, chê. Rồi đến lúc nó lên 6-7 đô mọi người bảo mua cũng không ai mua, chê. Lúc 10 mấy đô cũng bảo mua, chê. Ngay cả mình cũng vậy, mình cũng chê. Rồi cuối cùng các bạn sao, nó lên 40 đô bắt đầu là gì, lúc đó nó lên cao xong nó xả xuống còn lại 40 đô, bảo mua vô không ai mua hết, nó làm phát 1 đến 200 mấy chục đô, các bạn thấy chưa. Cho nên là chúng ta, cái quan trọng là chúng ta có giữ được cái token để đến khi mà giống như con Sol nó lên đến 200 hoặc hơn 200 mà để có mà xả hay không. Rồi, đó là những thông tin mà mình có thể giới thiệu với các bạn về cái việc là trong tương lai tại sao cái đồng Egon này sẽ giữ giá, hoặc là cái đồng Egon này sẽ có giá, một mức giá mà chúng ta cảm thấy là hợp lý, chúng ta có thể kiếm được tiền. Rồi, cái thông tin thứ ba mình muốn đưa lại cho các bạn, tức là vừa rồi thì cái team Egon đã họp ở bên Thái Lan, tức là gì, người ta
marketing ở bên Thái Lan, người ta cho các cái kun lớn, những cái nhà đầu tư lớn, những cái group nổi tiếng, người ta mời về để người ta giới thiệu về cái dự án này. Người ta cho demo cái sản phẩm, người ta demo cái metaverse, tức là gì, các bạn có thể xem được cái máy đào của các bạn ở trong một cái nhà máy, trong một cái xưởng đào y chang như ngoài đời thật. Các bạn có thể thấy được cái máy của các bạn để ở đâu, rồi cái nhà xưởng nó như thế nào. Nói chung là rất là hay. Và người ta cũng triển khai cho mọi người về cái kế hoạch phát triển của người ta như thế nào, sản phẩm người ta, rồi cái định hướng tương lai, rồi các kiểu. Và cái thông tin chính thức là khoảng tháng 1 năm 2023 tại Dubai thì đồng Egon sẽ ra Lost Bet. Các bạn ha. Rồi, cái thông tin tiếp theo là đồng Egon chuẩn bị có những cái gì, có những cái tính năng mới, có những cái tính năng mới sẽ được triển khai đó, ví dụ như là Sleep Protocol. Nói đơn giản nhé, mình sẽ nói sơ qua Sleep Protocol là như thế nào. Đó là một thuật toán dùng để chia nhỏ cái NFT ra. Ví dụ như bạn có một cái NFT, thì bạn chia nhỏ cái NFT đó ra thành mà 1.000 mảnh chẳng hạn, và bạn chia cho 1.000 người, tức là gì, ai cũng sở hữu một mảnh của cái NFT đó. Các bạn hiểu chưa? Đó người ta gọi là Sleep Protocol. Và tại sao người ta lại ra Sleep Protocol này? Thì các bạn cũng biết đó, trên thị trường có những cái NFT người ta gọi là Blue Chip, những cái NFT mà nó có giá bản quyền cực kỳ cao. Có những cái NFT mà ở thời điểm hiện tại nó có giá là nó có giá đến 60-70 nghìn đô, ở thời điểm hiện tại, ở thời điểm downtrend này mà có giá tới 60-70 nghìn đô. Và những cái ai nắm giữ những cái những cái NFT đó, người ta sẽ có những cái đặc quyền rất là hay. Ví dụ như các bạn có cái NFT đó ở trên ví, NFT Blue Chip ở trên ví chẳng hạn, thì khi các bạn kết nối với các cái dự án ở nước ngoài, kết nối với các cái dự án khác, các bạn sẽ có ngay một suất whitelist luôn, cực kỳ đơn giản. Bởi vì sao? Các bạn sở hữu một cái NFT đó là các bạn là đại gia rồi. Bạn thấy không? Một cái NFT mà có giá 60-70 nghìn đô mà các bạn để trong ví, các bạn không thèm bán luôn. Hồi xưa cái lúc mà nó có giá mấy trăm ngàn đô, các bạn còn không thèm bán. Mà bây giờ xuống 60-70 nghìn đô, các bạn cũng còn không thèm bán nữa. Tức là gì? Các bạn có tiền. Mà một cái dự án mà nó kêu gọi được những cái người có tiền như các bạn, tức là gì? Nó có một sự chống lưng cực kỳ mạnh mẽ ở phía sau. Bởi vì sao? Tôi có tiền, bây giờ tôi thấy anh làm được, tôi thấy dự án của anh ngon, ok, tôi đứng ra đây tôi chống lưng cho mấy anh. Cực kỳ đơn giản, các bạn thấy không? Đó là... Rồi, tại sao mình lại nói đến vấn đề này? Thì khi này Egon sẽ tiến hành mua những một vài cái blue chip như vậy, những cái mà cực kỳ có giá trị trên thị trường. Rồi làm sao nữa? Egon sẽ sử dụng thuật toán Split Protocol này, sẽ chia nhẹ, chia nhỏ cái NFT đó ra thành bao nhiêu phần đó, ví dụ như 50.000 phần hoặc là 100.000 phần. Và các cái ví đủ điều kiện sẽ được Egon có thể là trao tặng, hoặc các bạn có thể là mua một cái mảnh của cái NFT Blue Chip đó, để sau này các bạn có thể hưởng được những cái đặc quyền của cái Blue Chip. Các bạn nên nhớ là những cái NFT Blue Chip đó, nếu các bạn sở hữu, các bạn có vô cùng nhiều cái đặc quyền ở trên mạng lưới. Ví dụ như trên thằng Ethereum thì các bạn sẽ có những đặc quyền trên Ethereum. Ví dụ như người ta muốn airdrop, người ta drop cho những cái ví trên Ethereum, người ta tìm ở thằng này có Blue Chip này, tao airdrop cho mày. Bởi vì sao các bạn? Những cái thằng mà có Blue Chip á, Blue NFT, Blue Chip mà NFT á, thường người ta sẽ không bán. Ví dụ như này, ví dụ như tôi, ví dụ như mình đi ha, mình là một người thường giống như các bạn. Rồi, một cái bạn nữa có gì Blue Chip NFT. Nhưng mà nếu người ta airdrop cho những người như mình và các bạn thì mình với các bạn mang lên sàn xả liền. Nhưng mà nếu người ta airdrop cho những người có Blue Chip đó thì sao? Chưa chắc người ta đã xả. Người ta phải để coi ở cái dự án này coi nó hoạt động như thế nào. Bởi vì sao? Đối với người ta nó là miễn phí, mà các bạn xả ra được vài ngàn đô hoặc là vài trăm đô đối với người ta không đáng bao nhiêu. Mà khi những các cái Blue Chip đó giữ token không xả thì giá của token
ở trên các cái sàn giao dịch nó sẽ gì dao động rất là thấp, hoặc là gì bị xả ở một cái mức là chấp nhận được. Cái con mà nó có xả cho, cái đưa ra cho các bạn xả một phát một không còn gì luôn thì còn gì cái dự án người ta nữa, còn gì giá của dự án người ta nữa đó. Cho nên là sắp tới Egon sẽ ra mắt một cái đó, người ta gọi là Sleep Protocol. Thì cái này các bạn sẽ phải chờ đợi ha. Đó là mình chỉ đưa trước cho các bạn cái thông tin như vậy thôi. Thì sắp tới sau khi ra lót bét ở bên Dubai, cái hội nghị đó để ra lót bét, thì lúc đó mới có những thêm các cái thông tin liên quan, để mà cái thông tin sẽ rõ ràng hơn để cho các bạn có thể là hiểu được. Tiếp theo Egon sẽ ra một cái người ta gọi là Egon Exchange, tức là gì, một sàn giao dịch, đúng không ạ? Và cái này thì mình cũng chưa có thông tin gì nhiều, mình chỉ biết là đại khái là Egon sẽ ra Egon Exchange. Và có một thông tin nữa là vì để ra Egon Exchange này cho nên là gì, Egon đang rất là muốn cái gì thu đang rất là muốn kêu gọi nhiều hơn và nhiều hơn nữa các cái bạn mà thích về blockchain, các bạn muốn trải nghiệm những cái sự mới mẻ trên cái blockchain này, đặc biệt là trải nghiệm những cái dự án được phát triển đầu tiên, những án mà nói chung là nó chưa không giống với bất kỳ một cái dự án nào trên thế giới hiện tại, thì các bạn trải nghiệm để làm gì? Các bạn khi các bạn trải nghiệm như vậy thì các bạn đào ra các đồng Egon, và với khi mà các bạn đào ra đồng Egon này á, thì khi với khi mà số lượng một cái circle supply token ở trên mạng lưới Egon nó đủ một cái mức nào đó thì bắt đầu người ta mới có thể mở exchange được các bạn ạ. Chứ không các bạn lên, các bạn lên thì sao? Giá nó sẽ thay đổi, nó chênh giữa giá mua và giá bán rất là lớn, và sẽ không, người ta sẽ gọi là gì, không đủ token đó các bạn. Cho nên là người ta phải đợi có một số lượng token đủ để người ta có thể mở cái sàn giao dịch này ha. Mình đại khái là mình chỉ hiểu là các bạn phải có đủ lượng token để các bạn có thể giao dịch mua bán cách thoải mái. Chứ còn các bạn mua một hôm tự nhiên cái giá nó xuống thấp quá, mọi người kéo nhau mua hồi không có token để mua, các bạn thấy dở không? Khi bán này, khi bán khí thế luôn rồi, không có tiền đâu mà không có ai mua hết rồi làm sao đó. Cho nên là hiện nay Egon đang muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa các thành viên tham gia vào mạng lưới của Egon. Và chắc chắn là những cái bạn mà tham gia vào mạng lưới của Egon ở thời điểm hiện tại khi mình làm video này, các bạn sẽ có những cái đặc quyền đặc lợi sau. Và đây bây giờ mình mới nói đó là gì, nếu như các bạn tham gia vào không cần các bạn mua một máy nhiều tiền, các bạn chỉ có thể mua một máy 20 đô thôi, ngay lập tức các bạn sẽ được airdrop một máy 6 đô. Cái máy 6 đô này là cái máy người ta gọi là máy giống như máy like bạn rút gọn. Cái máy này chỉ có 6 đô thôi. Các bạn mua một máy 20 đô, các bạn lập tức được airdrop một máy 6 đô. Nhưng mà cái vấn đề airdrop này ở đâu ra? Cái vấn đề airdrop này của ở đâu ra? Cái airdrop này, ví dụ như các bạn đăng ký dưới link của mình thì mình sẽ airdrop cho các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn airdrop thì các bạn có thể, nếu các bạn không sử dụng link của mình, các bạn sử dụng link của một người khác ha, thì các bạn thì cái người đó có airdrop được cho bạn hay không thì mình không dám chắc. Nhưng mà đội nhóm của bên mình thì xác nhận với mình như thế này: những bạn tham gia vào mạng lưới Egon dưới link rep của mình, các bạn sẽ được airdrop một máy Egon. Tức là gì, các bạn bỏ ra 20 đô, các bạn sẽ thu lại được 6 đô. Tức là các bạn chỉ còn có 10, 12 đô. Còn không, các bạn, mình tính cho các bạn đơn giản như thế này. Các bạn bỏ ra 20 đô thì theo như tính toán của mình ở thời điểm hiện tại, đây mình tính cho các bạn xem luôn ha. Meaning. Rồi bây giờ ví dụ như các bạn chọn máy G1 là máy 20 đô này, các bạn có một máy nè. Rồi đây là network, là độ khó này. Rồi các bạn min ba, các bạn min ra 30 ngày. Rồi các bạn claim một lần.
Rồi tính toán. Rồi, tức là gì? Một nếu mà các bạn cứ cứ minh gì một tháng các bạn claim ra một lần thì các bạn thu về 2.32 đô. Đúng chưa? Rồi, ok, 2.32 đô. Rồi và các bạn bỏ ra 20 đô thì 20 chia cho 2.32 đô là các bạn tốn 8,6 tháng. Mình tính đơn giản cho các bạn là các bạn tốn khoảng tầm 8 tháng rưỡi để các bạn hồi vốn. Đúng chưa? Các bạn sẽ tốn gì? 8 tháng rưỡi để các bạn hồi vốn. Rồi. Tiếp theo mình sẽ tính cho các bạn. Bây giờ mình sẽ tính ví dụ đi ha, mình sẽ tính y chang như thế này nhưng mà gì? Các bạn chỉ tốn lúc này các bạn chỉ tốn cho mình là bao nhiêu? Các bạn chỉ tốn cho mình là 6 đô là các bạn 14 đô. Đúng chưa? Các bạn chia cho 2.32. Lúc này là gì? Thời gian hồi vốn của các bạn chỉ còn 6 tháng. Thời gian hồi vốn của các bạn là 6 tháng, tức là một tháng các bạn claim một lần. Đó, tức là gì? Cái này người ta tính là người ta đã trừ tất cả các phí cho các bạn rồi nghe. Nào là Meta Fuel này. Đúng chưa? Rồi, nào là khấu hao nè, nào là qua hao nè. Tức là các bạn chỉ còn 6 tháng, nhưng mà các bạn tính mà còn 6 tháng là các bạn dở nữa. Các bạn phải hiểu là cái máy của các bạn. Đúng chưa? Cái máy của các bạn gì? Bây giờ mình nói 6 đô là khoảng 33%. Rồi vậy là tức là gì? Một tháng của các bạn là thu nhập vào 2.32 đô. Các bạn phải nhân cho .33 nữa. Các bạn cộng lại cho 2.32. Tức là một tháng các bạn thu về 3.3 đô. Rồi các bạn gì? Các bạn lấy 14. Các bạn chia cho 3. Tức là gì? Thực tế nếu mà các bạn làm cái việc này chỉ khoảng 4 tháng rưỡi là các bạn đã thu hồi vốn. Nếu đồng Egon ở giá như hiện tại là 6 chấm mấy đô. Đấy, các bạn hiểu cách mình tính chưa? Đó. Rồi. 500 ngàn. Mình nói thẳng với các bạn nó không phải là một con số lớn. Nếu so ở với cái mức sống hiện tại của dân Việt Nam mình 500 ngàn cực kỳ đơn giản. Bởi vì sao mình biết các bạn đi nhậu. Nếu đi nhậu 4-5 thằng, nhậu bình thường các bạn góp mỗi thằng khoảng 200-250 cho một thằng. Tức là gì? Hai cuộc nhậu. Một tuần, một tháng các bạn bớt đi hai cuộc nhậu. Hai tuần các bạn bớt đi một cuộc, các bạn có 500 ngàn để đầu tư. Các bạn nhậu, các bạn uống bia trong người, các bạn say, các bạn về ngủ. Các bạn chỉ được mỗi cái sảng khoái trong cơ thể thôi, chả được cái gì. Tiền trong túi vẫn mất. Đúng không? Rõ ràng, tiền trong túi các bạn mất. Sảng khoái được một lúc xong về ngủ ngày hôm sau lại hết, không được gì hết, sướng cái mồm ngày hôm trước ngày hôm sau hết. Rồi. Các bạn chơi margin. Các bạn chơi margin, các bạn bỏ vô 20 đô. Các bạn làm một lệnh long lên hoặc là bạn làm một lệnh short xuống. Trước sau gì thằng bài này, thằng CZ nó cũng cho các bạn về con số 0. Mà nó đi nhanh cực kỳ. Mà các bạn còn gì? Còn nào là phải nào là soi cha này, nào là phải đi coi các cái group này ha, để người ta cho tín hiệu nè. Xong rồi nào các bạn phải tính toán đặt stop loss này, đặt TP nè. Nếu các bạn chơi ban đêm các bạn không ngủ được nè. Còn ban ngày nếu mà các bạn chơi là các bạn cứ nhắc các bạn lại cầm điện thoại, nhắc các bạn lại cầm điện thoại, không có làm được cái việc gì hết. Vừa mất tiền nè, vừa đau đầu nhức óc. Đúng chưa? Trong khi đó các bạn đầu tư cho thằng Egon. Các bạn hãy coi như là các bạn đã nhậu hai chầu rồi, các bạn coi như các bạn đã đánh một lệnh margin 20 đô rồi. Rồi các bạn quên nó đi. Đúng không? Rồi, 5 tháng sau các bạn quay lại, các bạn hồi vốn, các bạn lấy lại được chầu nhậu của các bạn lấy lại được cái lệnh margin đó của các bạn. Các bạn còn nguyên một cái máy và thêm 9 lần claim nữa. Rồi các bạn luyện đó, lúc nào thích các bạn claim ra các bạn bán. Coi như có thêm tô phở, có thêm bát bún gì đó mình không biết. Các bạn thấy chưa? Mà các bạn không có phải nhức đầu nhức óc gì hết. Quăng nó vô một cái ví. Xong, luyện mày đấy. Quan tâm mày làm gì? Rồi bây giờ tao cứ quay lại cuộc sống đời thường của tao. Lâu lâu tao vui tao làm lệnh margin của tao. Lâu lâu tao buồn tao đi nhậu với bạn của tao. Vẫn cuộc sống như hàng ngày của mình, các bạn không hề gì mà thay đổi. Nhưng mà gì nó có thể giúp các bạn thay đổi vị thế.
mình nói đơn giản nó có thể giúp cho các bạn thay đổi vị thế. Tức là gì, cái này người ta mới gọi là đầu tư nè. Các bạn luyện đó, ví dụ như sau khi các bạn claim lần đầu, các bạn lấy lại vốn rồi, các bạn để đó cho mình 10 tháng, 24 tháng đến năm cuối năm 2024, 2025, chậm thì có thể là 2026. Biết đâu được ego nó lên bằng 1 phần 10 Bitcoin thì điểm hiện tại thì $160, mình nói là trong tương lai có thể thôi nha. Có thể là cái gì, cái dự án này nó sẽ đi về với cát bụi, bởi vì nó là dự án đầu tiên trong cái mảng này. Thì chúng ta phải vẫn phải để cái, chúng ta vẫn phải tính đến cái khoản này gì. Nó sẽ gì? Nó sẽ không thể nào trụ được và nó sẽ đi về với cát bụi. Bởi vì nó, các bạn phải nhớ, cái gì làm lần đầu tiên chưa chắc nó đã tốt, mà cái gì làm đầu tiên mà nó đã tốt thì đảm bảo với các bạn là nó cực kỳ tốt. Đúng chưa các bạn? Mình nói với các bạn đơn giản, cái thằng Rim Thái hồi xưa, cái đời đầu tiên nếu như các bạn còn bây giờ nó là vô giá, nhưng mà cái đời thứ hai, thứ ba nó lại không có giá như vậy nữa. Thằng xe cúp cũng vậy, nó ra đời đầu tiên đến bây giờ nó là vô giá, nó là một cái vật gì đó nó là cực kỳ. Rồi bây giờ mình nói tiếp một lần một cái nữa. Các bạn nhớ cái con Exeter không? Nếu mà các bạn là thanh niên, các bạn rất thích Exeter. Các bạn để ý cái con Exeter đời, những cái đời đầu tiên, đến bây giờ nếu các bạn giữ được, nó vô cùng có giá. Cho nên là sao? Những cái dự án mà ra đầu tiên ở bất cứ một mảng nào, nếu như mà nó đi về với cát bụi là khả năng có. Nhưng mà nếu như nó trụ được để không đi về với cát bụi thì nó sẽ mang cho các bạn những cái lợi tức mà không bao giờ các bạn nghĩ tới. Không có bao giờ các bạn có thể hình dung được. Các bạn hiểu lời ý mình muốn nói với các bạn chứ, đúng không? Rồi. Mình nói cũng hơi khá là dông dài rồi. Mình cũng phân tích cho các bạn rất là nhiều các cái chỉ số, các cái thông tin để mình truyền đạt với các bạn. Rồi nó cũng giống như Bitcoin ha, mình nói thêm tí là độ khó nó càng tăng thì các bạn sẽ đào đồng ego càng ngày càng khó. Các bạn hiểu chưa? Bây giờ ví dụ như này, bây giờ mới độ khó mới có 5.8 triệu thôi thì các bạn có thể thu nhập được $2.32. Nhưng các bạn để khoảng tầm 6 tháng sau các bạn mới tham gia, lúc này độ khó nó ví dụ như nó lên 15 triệu chẳng hạn, có phải là lúc này các bạn phải chia cái này số này làm 3 phần không? Này tính 2.4 chia đơn giản là các bạn mất 0.8 rồi. Các bạn chỉ còn khoảng 2.4 trừ 0.8 còn không 1.6 thôi. $1.6 thôi. Đấy, cho nên là gì? Các bạn tham gia càng sớm thì cái độ cái mà cái giúp các bạn hồi vốn nó sẽ càng ngày càng nhanh và các bạn sẽ đào càng ngày được càng nhiều. Mình nói với các bạn ở đây là mình không phải là mình muốn các bạn là hồi vốn đâu. Bởi vì cái hồi vốn đối với các bạn nó để làm cái gì, trong khi đó bữa nhậu các bạn cũng hết, lệnh mặc xin các bạn cũng hết. Mình lấy làm gì cái vốn này? Các bạn để cho mình 10 tháng, tối thiểu 10 tháng đi. Tất cả các bạn mà ở sau link rep của mình nói, đều nói với các bạn đó là gì? Tối thiểu 10 tháng mới nên bán, còn không các bạn cứ ôm cho mình. Đừng có tiếc cái gì, đừng có nghĩ tới nó, kệ nó đi. Rồi một ngày đẹp trời nào đó mình ví dụ 10 tháng sau chẳng hạn, mình thấy đó ego nó biến mất, mình làm một video mình xin lỗi các bạn thì cái dự án hiện nay nó đã kết thúc, coi như số tiền đầu tư của chúng ta nó đã bị mất, thì mình thành thật xin lỗi các bạn. Thì mong những cái bạn nào mà làm theo mình thì cũng đừng có buồn, coi như là chúng ta mất một chầu nhậu, mất một cái lệnh margin $20, đúng không ạ? Nhưng mà đến lúc đó đôi mình biết lúc đó là mình lại làm một cái video mình bao các bạn hãy mở lại ví của các bạn đi. Các bạn mở lại ví của các bạn đi, có một điều bất ngờ xảy ra. Đúng không ạ? Đều có hai trường hợp, cái gì cũng có gì, cũng có hai trường hợp của nó. Cho nên là gì? Nếu như các bạn hứng thú về crypto, các bạn có ý định đầu tư liên quan đến lĩnh vực crypto, những cái bạn nói chung là muốn trải nghiệm một cái cách kiếm tiền lạ hơn cách kiếm tiền truyền thống như là chơi chứng khoán hoặc là buôn bán nhà đất, mà các bạn muốn hãy thử tham gia. Rồi mình nhắc lại là tụi mình sẽ erot cho những bạn sử dụng link rep của tụi mình, đăng ký tài khoản Egon dưới link rep của mình và active một cái máy $20, thì tụi mình sẽ erot cho các bạn một máy $6. Rồi
những cái bạn mà subscribe trên kênh của mình mà tương tác nhiều với kênh của mình, ví dụ như các bạn có thể là hỏi mình hoặc là thế này thế nọ, đặc biệt là những bạn luôn click vào link reel bar của mình, tức là các bạn luôn click sau khi làm xong video của mình, các bạn luôn click vào những cái link hướng dẫn, những cái link mà mình để ở phía dưới video, tức là các bạn là sử dụng link rep của mình để làm nhiệm vụ, thì mình sẽ tính toán, nếu mà được mình sẽ airdrop cho mỗi bạn một máy $6 để các bạn có thể trải nghiệm. Đó là mình nói với các bạn như vậy, tại vì thực sự là mình thấy là có rất nhiều bạn, mình nói các bạn đừng buồn, mình xin lỗi, mình trước khi mình làm mình cũng nói mình cũng xin lỗi các bạn đó, có rất là nhiều bạn khi coi video của mình nhưng mà lại không bấm vào link rep của mình mà các bạn vô trực tiếp các bạn làm luôn. Tức là vì mình bỏ bao nhiêu công sức ra, nào là mình phải đi tìm dự án, mình đi tìm thông tin, rồi đôi khi các bạn biết mình phải đi xin các admin, mình có những lúc mình không hề có ý tưởng trong đầu, mình phải đi xin các anh, các bạn, các em đó để mình lấy ý tưởng mình làm, hoặc là mình nhờ anh em có gì hay thì post cho mình. Tức là mình phải tốn bao công sức, rồi mình phải làm thức đêm thức hôm, mình làm video, rồi mình mặc dù mình không biết edit cho nên là mình chỉnh sửa rất là kém, rồi mình post lên cho các bạn xem. Nhưng mà thực sự là có nhiều bạn thì coi video của mình thôi nhưng lại không sử dụng link của mình. Thì thực sự là mình khá là buồn về việc đó. Và mình cũng nói luôn, thực ra có một cái bạn người nước ngoài rất là hay. Khi bạn coi video của mình, bạn không thấy link rep của mình, bạn còn nhắn cho mình hỏi là link rep của mình đâu. Rồi mình gửi link rep của mình cho bạn đó, xong đó bắt đầu bạn đó làm dưới link rep của mình. Mình thực sự mình rất quý những cái bạn như vậy. Các bạn đó biết quý trọng sức lao động của mình. Đấy, thì mình sẽ kết thúc video của mình ở đây. Tất cả các thông tin về video này mình đã, nếu các bạn xem đến bây giờ thì các bạn sẽ có được một lượng thông tin khá là nhiều, có thể giúp ích cho các bạn về sau khi các bạn tham gia vào dự án Eagle, và các bạn sẽ nắm bắt được là sẽ có một đợt airdrop sắp tới đây, tức là tặng cho mỗi bạn một máy Eagle $6 để các bạn trải nghiệm. Đó là một phần quà mà các anh ở trên các bạn đã hỗ trợ cho mình để mình có thể mình có thể airdrop cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn thấy video của mình hay, các bạn cho mình một like, một subscribe, và các bạn hãy bật chuông để sau này có video mới thì các bạn có được ngay các thông tin cập nhật mới nhất của mình. Xin chào các bạn. Thì một lần nữa mình nhắc lại là sắp tới mình, sau khi mình làm hoàn thành cái form thì mình sẽ đưa cái form lên, thì các bạn cứ đăng ký vào, thì mình chắc này bạn nào được thì mình sẽ gửi email cho, hoặc là mình có thể confirm cho các bạn ở trên YouTube, hoặc là mình sẽ làm cái form để cho các bạn biết là những bạn nào được airdrop và những bạn nào không. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và mình xin nhắc lại, tất cả các bạn tham gia dưới link rep của mình sẽ được airdrop một máy $6. Rồi, xin chào các bạn.